Chiều ngày 27 tháng 6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khống chế hoàn toàn đám cháy tại một ngôi nhà 5 tầng, giải cứu nhiều người mắc kẹt, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một nạn nhân sau đó đã tử vong. Được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày tại ngôi nhà 5 tầng chuyên kinh doanh hàng tạp hóa, mỹ phẩm, quần áo trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đám cháy sau đó lan rộng khiến 5 người trong cửa hàng bị mắc kẹt. Do ngọn lửa lớn nên công tác triển khai cứu người gặp khá nhiều khó khăn. Phía sau ngôi nhà bốc cháy to, Phía trước có nhiều người mắc kẹt nên cơ quan chức năng đã điều nhiều xe chuyên dụng vừa làm công tác chữa cháy, vừa làm công tác cứu hộ. Đến khoảng hơn 11 giờ trưa cùng ngày, toàn bộ những người gặp nạn đều đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, một nạn nhân sau đó đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. <laughs>